Chào tất cả mọi người, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cách đăng ký tài khoản bảo hiểm xã hội VSSAD. Thì VSSAD là một ứng dụng được cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp cho người lao động với nhiều tính năng tiện ích. Người lao động có thể kiểm tra và theo dõi quá trình đóng bảo hiểm xã hội của mình tại công ty. Nhìn vào đây thì mọi người có thể thấy được là công ty sẽ đóng bảo hiểm xã hội cho mình đến thời gian nào. Và từ đó thì mọi người cũng sẽ biết được là công ty của mọi người đang làm có nợ tiền bảo hiểm hay không. Và mọi người cũng có thể kiểm tra được thông tin hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần, bảo hiểm thất nghiệp, các chế độ ốm đau, thai sản, tiền dưỡng sức sau sinh. Khi mà mọi người nộp hồ sơ để hưởng các cái chế độ này thì mọi người có thể vào ứng dụng này để xem được là hồ sơ của mình đã được duyệt hay chưa và được hưởng là bao nhiêu tiền thì nó cũng sẽ hiện hết lên trên cái ứng dụng này. Ngoài ra thì mọi người còn kiểm tra được thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế và lịch sử khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Và điều đặc biệt là mọi người có thể khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế mà chỉ cần mở ứng dụng này ra và quét mã QR thì có thể khám chữa bệnh được ngay mà không cần phải mang theo thẻ giấy. Bên cạnh đó thì mọi người cũng có thể xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội, xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hư hỏng, do mất hoặc là thay đổi hình thức hoặc thông tin người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội mà không cần phải trực tiếp đến cơ quan bảo hiểm xã hội. Với ứng dụng này thì người sử dụng có thể sử dụng trên hệ điều hành Android hoặc iOS đều được. Để có thể sử dụng tất cả các chức năng của ứng dụng VSSAD thì người dùng cần phải đăng ký giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan bảo hiểm xã hội. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách đăng ký tài khoản VSSAD này. Đầu tiên thì mình sẽ vào App Store hoặc là CH Play. Sau đó thì mình sẽ tìm với từ khóa là VSSAD và cài đặt cái ứng dụng này về. Sau khi tải ứng dụng thành công thì mình sẽ mở ứng dụng ra và mình chọn tiếp tục. Chọn chấp nhận. Sau đó thì mình sẽ chọn đăng ký tài khoản. Chọn cho phép. Thì nó sẽ ra một cái giao diện như thế này. Thì bây giờ mình sẽ điền tất cả các thông tin cá nhân của mình vào đây. Đầu tiên thì mình sẽ điền mã số bảo hiểm xã hội. Nếu mọi người không nhớ mã số bảo hiểm xã hội thì hãy dùng thẻ bảo hiểm y tế. Thì 10 số cuối của thẻ bảo hiểm y tế chính là mã số bảo hiểm xã hội. Hoặc mọi người cũng có thể vào kính tròn này để tra mã số bảo hiểm xã hội. Đầu tiên thì mình sẽ chọn tỉnh, thành phố nơi mình đang đóng bảo hiểm. Sau đó thì mình sẽ điền họ tên, viết hoa và có dấu. Dòng tiếp theo này thì mình có thể chọn ngày sinh, năm sinh hoặc là số chứng minh đều được. Sau đó thì sẽ chọn tìm kiếm thì nó sẽ ra cái mã số bảo hiểm mình cần tìm. Và đây chính là mã số bảo hiểm mình cần tìm nha. Khi đã có mã số bảo hiểm rồi thì mình sẽ quay trở lại cái trang lúc nãy và mình điền vào đây. Dòng họ tên thì viết hoa và có dấu nha. Tiếp theo là mình sẽ điền số chứng minh vào. Rồi chọn tỉnh, thành phố, quận, huyện, phường, xã. Số nhà, địa chỉ nơi mình đang sinh sống. Tiếp theo thì mình sẽ điền số điện thoại. Mọi người lưu ý là số điện thoại này thì mình điền số điện thoại chính chủ nha. Vì bên bảo hiểm sẽ gửi tất cả các cái thông tin như là mật khẩu hoặc là mã OTP về số điện thoại này. Sau đó thì mình sẽ chọn tiếp tục. Và nó sẽ ra một cái giao diện như thế này. Thì bây giờ mình sẽ tải ảnh cá nhân, ảnh căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân mặt trước và mặt sau. Thì tất cả các hình ảnh tải lên đều phải rõ ràng. Nếu hình ảnh bị mờ thì hồ sơ sẽ bị từ chối. Giờ mình sẽ chọn tiếp tục. Chọn cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận. Thì nơi mình ở gần cơ quan bảo hiểm xã hội nào thì mình có thể chọn cơ quan đó. Rồi chọn vào ô gửi mail tờ khai thì mình sẽ điền cái mail của mình vào đây. Sau đó thì mình sẽ chọn gửi. Thì mọi người sẽ được nhận một cái thông báo như thế này: Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nhận tờ khai của bạn, vui lòng đến cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất để hoàn tất thủ tục. Và kèm theo một cái tin nhắn gửi từ bảo hiểm xã hội, nội dung cũng tương tự giống như thông báo. Mặc dù hệ thống bảo hiểm xã hội thông báo mọi người đến bảo hiểm xã hội để hoàn tất thủ tục, nhưng mọi người không cần phải trực tiếp đến bảo hiểm xã hội nha. Thì trong vòng 2 đến 10 ngày, hệ thống bảo hiểm xã hội sẽ tự duyệt hồ sơ cho mọi người. Nếu trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì hệ thống sẽ gửi tin nhắn báo là hồ sơ của bạn đã bị từ chối như thế này. Có thể nguyên nhân là do các bạn kê khai không đúng thông tin, ảnh đại diện và chứng minh nhân dân bị mờ không rõ nét.
Trường hợp này thì mọi người phải đăng ký lại từ đầu nha. Nếu trường hợp hồ sơ hợp lệ thì hệ thống sẽ gửi cho mọi người một cái tin nhắn, trong đó có một cái mật khẩu gồm 6 số như thế này. Và ngay lúc này thì mọi người có thể đăng nhập và đổi mật khẩu đã được cấp lần đầu để đảm bảo an toàn và bảo mật. Trường hợp qua 10 ngày nhưng vẫn không nhận được tin nhắn từ hệ thống bảo hiểm xã hội thì có thể là do lỗi của hệ thống. Lúc này thì mọi người cũng vào ứng dụng để đăng nhập. Đầu tiên thì mình sẽ điền mã số bảo hiểm xã hội vào đây. Sau đó thì mình sẽ chọn quen mật khẩu. Hệ thống sẽ yêu cầu mọi người cung cấp số điện thoại và gửi mã OTP về số điện thoại này. Sau khi nhập mã OTP xong thì hệ thống bảo hiểm sẽ cung cấp cho mọi người một cái mật khẩu mới. Và ngay lúc này thì mọi người có thể đăng nhập vào tài khoản và đổi mật khẩu. Như vậy là tài khoản của mọi người đã hoàn tất.